Rồi giờ chuẩn bị xuống phà cũng về Vĩnh Phú các bạn. 12 mới tiếp tục ra đây nha. Máy mạnh quá các bạn. Bán ong áo trắng không phải không? Rồi. Được giá rồi bán luôn cho. Nhiều lắm, nhiều lắm. Trên mạng mấy mấy triệu người lận. Chúng ta xuống hai chiếc máy này luôn nha các bạn. Máy 93 với máy 70 lết đang đậu bên đây nè. Xuống di chuyển cái này ra luôn. Chiếc kia xuống chiếc này tắp vô liền. Đỡ mất thời gian nha các bạn. Bá vô về chứ. Sáng giờ còn canh dầu nữa. Rồi vệ sinh xong rồi các bạn, chuẩn bị đợi cái là xuống luôn rồi. Trước khi xuống mấy anh em mình phải chăm nhiên liệu đâu đó đầy đủ rồi mới xuống nha các bạn. Xoay đầu để xuống phà. Ừ. Tiếp tục chăm nhiên liệu các bạn. Bên đây cũng đang chuẩn bị phà các bạn ơi. Để chút xíu nữa xong bên kia là bên đây tắp vô liền nha. Ngã tư nó đi qua thôi chứ nó đâu có móc đâu. Đó vậy. Ê, không chừng cái này nữa làm lộ đan này nha. Mai mốt làm lộ đan là dễ đi à. Chính rồi xả mấy ký cho anh Long? 20 ký à. Bởi vậy vụ này lúa nó đâu có đẻ nhánh đâu, nó không có đẻ nhiều như mấy vụ kia. Vụ này bà con ở dưới quê mình thất quá các bạn ơi. Nói chung là mỗi một công chỉ được 11 bao thôi, không hơn nữa. Đây là chú ruộng nè các bạn, ngồi rất là than thở mà hồi sáng còn bị giá cả này nọ rồi trừ tiền trừ lúa vậy đó, rất là buồn gầu luôn các bạn ơi. Gây lộn rồi cuối cùng
bên kia nó cũng giác rồi, mỗi bên chịu phân nửa nha. Nông dân mình cũng bị thiệt nữa các bạn. Vụ này nó vừa rồi thất mùa, với lại không mua được giá nữa, thêm cái dịch bệnh nữa. Giá lấy vô là 5.200 nha các bạn. Dạ. Đồ dữ mà. Ở trong Vĩnh Thạnh hình như có mấy chiếc 93 này luôn phải không anh? Thì em biết cái này ở Vĩnh Thạnh rồi. Ở trong hình như có mấy chủ có 93 phải không? 4 chủ hả? À, vậy là chiếc này lúc đầu tiên về như em có qua bển em quay nữa nè. Với anh Phan Quốc Hải á. Chiếc có anh ngoan hình như độ lên 95 rồi, độ hàm. Dạ. Chạy nó đỡ hao dầu hay sao anh? À. Vậy gì? Vậy? Nhiều đó. Ủa, xả hết nhiều đây nó lên không biết cỡ nào vậy. Bây giờ là máy cắt 93 mình bắt đầu xuống trước nha, rồi máy cộ sau khi xuống xong rồi máy này ve ga, rồi máy 70 bắt đầu xuống nữa thôi các bạn, chuẩn bị chuyển bến rồi. Chiếc này à, trăm nhiên liệu thì vô các bạn.
cái chỗ chăm nhiên liệu rất là đơn giản nha các bạn. Ở phía sau đây nè, mình rất là dễ chăm nè. Đúng rồi, cái khúc chỗ kinh kinh Gò Đất á cũng 105 không? Ừ, một chút nè, em mới quay bữa hổm nè, nước không? Đâu dám đi đâu. Bởi gì? Anh Bảnh cũng có máy mà. À. Có ông nè. Ở sát bên đó chỗ bến nhất có máy có ông 10 nữa mà. Tại là dịch nó phát tán bùng phát ở trên quê mình quá trời các bạn. Ngày nào cũng số ca nhiễm nó lại rất là tăng nhiều nha các bạn ơi. Rồi số người chết cũng dữ nè. Nên là anh em mình cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề mà đi lại các bạn. Nói chung là ảnh hưởng từ gia đình với xã hội luôn. Nói chung là mình sợ lây nhiễm cho người này người kia thôi. Không biết cái chỗ nào có dịch, không biết là ai nhiễm, cũng rất là khó khăn nữa các bạn. Ủa anh Như bờ bên đó anh Như còn lúa nữa hả gì kìa anh Long? Phải không? Bờ anh đây còn lúa nữa phải không? Gì hả? À. Chiếc đó sẽ đi trước rồi, chiếc này xuống vô sau các bạn ơi. Chẹt tấp vô là mấy anh em xuống liền luôn. Không phải là mấy anh em mình không đi đến đó để cắt cho bà con nha, là bởi vì ở những cái vùng khác nó cũng dịch quá trời dịch đó các bạn. Vợ con và gia đình không có cho đi, với lại là những cái chốt nó canh nghiêm ngặt quá. Mình mỗi lần mình qua mình tốn rất là nhiều tiền để mà mình test Covid đó các bạn. Mấy anh em bên đó đang cố định cái chiếc phà để mà cho chiếc 70 blade này xuống nha các bạn ơi. Nói chung là xuống phà ở quê mình là một trong những kỹ thuật rất là khó, phải nói là khó nhất luôn đó các bạn. Những tài xế phải có kinh nghiệm rồi mới xuống được nha. Khơi khơi xuống là bị giặt và bị rớt xuống sông là hoài luôn các bạn. Này rút đi luôn các bạn. Rồi chiếc 93 đang để máy để rút về Vĩnh Phú nha các bạn ơi. Rồi chiếc này xuống xong rồi mấy anh em mình nhổ chân cầu rồi di chuyển về Vĩnh Phú nha. Rồi bữa nữa mới chạy ra đây để cắt. Cái gì chứ cách bữa hai bữa là ra cắt nữa rồi. Dùng này còn cắt lâu dài nha các bạn. Ở bên đó lúa
xạ được một tháng mấy, hai tháng rồi đó các bạn. Rồi đi vòng cái là bắt đầu quay về đây để mà thu hoạch nữa nha các bạn ơi. Lúa ở quê mình thì mấy bạn cũng biết rồi, trồng không có đồng loạt, mỗi nhà mỗi một khác, mỗi một nhà một mùa một vụ luôn các bạn. Nói chung là ở đây là lúa quanh năm. Vĩnh Ba đi trước, cút về Vĩnh Phú các bạn. Này cũng rút về Vĩnh Phú luôn, vài bữa nữa bán về cánh đồng này lại nha các bạn ơi. Cánh đồng này giờ còn nhiều lắm. Trời ơi coi kìa, nặng lắm, cứng ngắc luôn. Vậy chứ cái chân cầu đó đó, một người hai người là dở đuối lắm các bạn. Nó bị cắm xuống đất á, nó rất là nặng. Thêm cái lực nặng của cái độ mà nó bị bám xuống sình đó, mà do cái máy cắt của mình chạy lên chạy xuống nhiều lần đó các bạn, nó hít ở dưới sình đó. Nói chung là gặp đất sét là dở lên là trần ai. Mình phải sử dụng một cái đòn bẩy để mình bẩy lên nó mới nhẹ được nha các bạn. Sử dụng thế không à. Đậu đợi máy di chuyển ra rồi bắt đầu họ mới đi được nha các bạn. Thì ngay ngã tư luôn, bởi sao ta đó là cây sắt, cây đó năm nào cũng cháy nhiều lắm nha các bạn. Cái đang xì luôn. Cái gì chứ mấy anh em mình làm nghề máy cắt, cái gì chứ cũng rất là cực khổ nha các bạn, nhưng mà cực nhưng mà rất là vui nha. Được đi chỗ này chỗ kia với lại cắt rồi được bà con nông dân mình thương. Rồi có đôi khi mấy anh em mình di chuyển đồng từ chỗ này chỗ khác á, cũng bị chửi như ăn gỏi luôn các bạn ơi. Nói chung mà cái nghề cái nào cũng có cái khó, với lại cái nào cũng có cái dễ, cái nào cũng có cái vui, cái nào cũng có cái buồn chứ các bạn. Miễn sao mà mình thấy thích mình làm. Đây là những cái ghe xuồng của nông dân mình đi làm đồng về nè các bạn. Đợi chiếc máy này nó xuống phà rồi mới có cái chỗ trống để mới qua được nha. Hồi nãy nó đậu chắn ngang cái đường đó đó, họ không có đi được, họ đậu họ chờ. Một số người khó tính thì vậy là mấy anh em mình cũng bị chửi nữa nha các bạn. Xuống phải nhanh gọn lẹ mới được. Rồi bây giờ mấy anh em mình đi hết các bạn ơi. Mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn mấy bạn gặp lại ở trong những video sau nha.